Con gái đang đi bên anh là người, người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương anh, em biết, biết phải làm sao. Nếu một ngày người anh yêu bồi bàn, anh đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ xa đi bồi bàn, em vẫn chờ anh dấu muôn vàng. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, hỏi lòng em có bao nhiêu, trái tim anh giờ đã quên nuồn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Ok, lùm kem để số điện thoại ạ. Hello chị Trang, hello Mỹ Ly, hello Đạt nè, hello Hữu Hưng nha. Hai hộp tăng cân để số giùm em đi cả nhà ơi. Hello nhà báo Kim Quế. Hello nhà báo Kim Quế nha. Nhà báo mình cùng viết một bài dia cho buổi live ngày hôm nay đi ạ. Để chúng ta có thật là nhiều view nhá. Hello chị Vân Sang nha. Có ký ức nào đẹp hơn nghe đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào đẹp hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng anh vội vàng quá mau? Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao. Nếu một ngày người anh yêu bồi bàn, anh đừng gần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh dấu muộn màng. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, em hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quên luồng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Đến nắm nhau mình bắt con gà mình nhổ lông gà mình nấu cháo gà và mình cùng quẩy. Hey hey hey, cảm ơn Mít Mít. Nhổ lông gà mình nấu cháo gà mình cùng nhau quẩy quẩy thôi. Tình yêu còn đâu à, không biết hát luôn. Tình yêu còn đâu, phải nghe nghe hát xong mấy lần. Chào chị Huyền Mai. Chào chị Huyền Mai. Chào chị Hòa Lê. Chào chị Quỳnh Lê. Nghe ghê chưa. Chào chị Minh Sang. Chào
lâu dự tánh Thu Trang. Một ngày cuối cùng khuyến mãi collagen sủi cả nhà ơi, chúng ta cùng nhau nhanh tay đặt hàng đi ạ. À. Qua ngày một mai ngày là duy còn nhất à. Thôi. Đó hoa kia đã vỡ như con mau, nhưng tình ta tan vỡ cùng bên nhau. Anh dặn lòng không buồn và không sầu, nhưng lại cố quên như là càng thêm đau. Chỉ lâu nào nhớ về em thêm một chút, anh thầy xin để em được hạnh phúc. Mừng tân say để em cứ vơi đi, nhưng sao nước mắt cứ đọng trên đôi mi. Chúc cho em sẽ luôn bên người, luôn sống tốt những gì em đã chọn. Chúc trên môi em luôn tươi cười, anh đứng sau với con tim đã héo hon. Anh sẽ xóa thức của bao giờ, chưa vơi như đôi lối tan vỡ. Đàn ông ở đâu không ai ngờ, đang chờ em đến tháng người. Chỉ là em cô chớ này cái nồng nao lên chạy chạy. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chốn tiên sao vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngang mừng đón xuân sang. Trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui một xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ra đi cầm tay hẹn câu chờ nhau đến bên cầu nắng xuân sau. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chân tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Hey 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 hey. Woo! Cảm ơn Quang Rồng ạ. À. Mày hôm nay hơi giật nha. Là bao nhiêu tiền? Cái body bên em là 480.000, có hai loại nha. Một loại là chai, còn một loại là hộp nhỏ. Chị muốn xài loại nào nè, bên em có hết nha. Tết sắp tới rồi các anh chị ơi. Nhanh tay, nhanh tay. Chai lớn là 480, hộp nhỏ như thế này là 350 nha. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chân tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngang mừng đón xuân sang. Vui một xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hò nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mừng. Hey! Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chân. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn câu chờ nhau đến bên cầu nắng xuân sâu. Xuân đã về, xuân vẫn mơ
trong nắng vàng, khắp chân tiếng giao vang, xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang, mừng đón xuân sang trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Ken à, đăng ký bài hoa gì, hoa một gì á, hoa mộc lan khuê nha, khuê mộc lan, còn hoa mộc lan là bộ phim nha Ken ơi. Hello Xuân Tiệp, nhớ vợ bây giờ con. Ken thích coi phim hoa mộc lan à, là Ken thích nghe khuê mộc lan nói trời một nói một lời đi. Nó hỏi là có hát không? Ừ, trời bây giờ không hát thì làm gì nhau, trời ơi hâm dọa tôi hả? Bây giờ hâm dọa người ta cùng nhau chia sẻ nhiệt tình cho hai chị em đi cả nhà ơi. Ngày hôm nay chúng ta đã là ngày cuối khuyến mãi của Collagen sủi rồi. Nếu như anh chị của mình mà không nhanh tay đặt hàng nữa thì sẽ không còn chương trình khuyến mãi, thì cả nhà mình sẽ rất là tiếc nha mọi người. Giảm 30-40% luôn đó các anh chị. 1 triệu mốt mà giảm xuống còn 760, và nếu mà mua 3 hộp thì giảm. Hello Cindy Trương. Sissy Nina. Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị cả nhà ơi. Chỉ còn hết ngày hôm nay nữa thôi là Collagen sủi nha, em đã hết chương trình khuyến mãi rồi. Thì các anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì chúng ta nên đặt trong ngày hôm nay nha. Giá sẽ là 1 triệu mốt một hộp, nhưng mà bên em sẽ giảm 30% mỗi hộp, còn 760.000 thôi. 760.000 một hộp Collagen sủi sẽ hoàn toàn miễn phí ship cho các anh chị của mình. Đó, ai có nhu cầu tư vấn về sản phẩm Collagen sủi nhà em thì cả nhà mình nhanh tay để lại số nha. Hết ngày hôm nay là bước sang ngày mai hoặc ngày mốt là tụi em sẽ không có giảm giá nữa đâu. Cho nên là các anh chị mình sẽ không có được mua với cái giá ưu đãi là giảm giá 30% nữa. Một liệu trình 3 hộp là 3.300.000, bên em giảm cho mình 40%, còn 1.980.000 cho 3 hộp collagen sủi. Và công dụng của collagen sủi là làm chậm quá trình lão hóa da nè, giúp cho da của mình săn chắc mịn màng, giảm nguy cơ thâm nám, đặc biệt là chảy xệ làn da của mình nha các anh chị. Phụ nữ bắt đầu từ 25 tuổi trở lên chúng ta nên bổ sung collagen vào trong cơ thể của mình để cho mình có một cái làn da trẻ đẹp hơn, giảm tình trạng lão hóa cực kỳ hiệu quả các anh chị ha. Mua hàng để lại số điện thoại giùm cho em đi nào. Em cảm ơn chị Thanh Mai. Mạng giật cấp mấy em cũng không biết luôn nè, mạng giật cấp mấy đây. Băng ơi hát bài Từng Yêu đi, bài đó hát rồi. Hai chị em hát mở đầu rồi đó. Hai chị em hát mở màn rồi. Hello chị Huyền Bơ nha, tội nghiệp hai em không được nghỉ lễ. Dạ, ngày các anh chị nghỉ là ngày tụi em phục vụ mà. Không sao. Lúc nào các anh chị ở nhà lên theo dõi tụi em nhiều là tụi em vui rồi. Dịch ở nhà ở ai ở đâu ở yên cho đó, lên livestream nghe nhạc vui vẻ với tụi em đi cả nhà ơi. Nước hoa nữ cộng một kem body, xin cảm ơn Tuyền Lương Minh sẽ có khuyến mãi cho mình ha. Em cảm ơn, dễ thương quá, mua hai sản phẩm luôn. Hát khuê mộc lan đi chút xíu anh chị. Về đêm lo câu hẹn câu thề. Dễ thương. Hãy về đội của anh càng sớm càng xinh, đúng rồi. Về đội của tụi em là các anh chị mình ai cũng đẹp cả. Hôm nay cả nhà thấy hai chị em chơi cái xì tay trẻ trung năng động không? Chị Băng là kiểu cô gái thập niên hồi xưa, mấy cô gái Sài Gòn á, hay mặc á. Còn Mỹ Linh giống cô gái văn phòng ha, giống mấy đứa văn phòng đi làm đó, em đó. Yêu là cưới, ai chung tình được mãi, hát đi từ từ, hát ông Ken ơi. Ông hối một hồi làm blog ông bây giờ nè, nhây nhây quá. Linh không thấy chị hả? Thấy chị chứ Lan Anh, em thấy hết, ai em cũng thấy hết trơn á. Mà số điện thoại để lại thì em thấy nhiều hơn nha. Tại vì số điện thoại nổi lên nó đỏ, thấy rõ hơn các anh chị. Đúng rồi. Ở nhà xem, đúng rồi, ở nhà mình an toàn hơn các anh chị. Đi ra ngoài nhiều khi dịch cái chủng biến chủng mới à. Biến chủng mới nó tới á. Cái mình cái biến chủng mới thì mình không có biết được cái mức độ nguy hiểm nó đến như thế nào đâu. Cho nên là thôi mình tốt nhất mình ở nhà đi ha. Ai ở đấu đi ở dẫn cho đẩy cả nhà ơi. Em đừng đi, em phải đi. Chị em hỏi collagen ống là bao nhiêu vậy? Bên mình là collagen sủi, chứ bên em không có bán collagen ống nha. Cái này nó gì là dạng gói. Dạng gói sủi nó hấp thu nhanh lắm chị ơi. Nó sẽ hấp thu rất là nhanh với vì cái hàm lượng collagen bên trong nó rất là cao, 3.000mg trên một gói. Và một ngày chúng ta sử dụng 2 gói. Một hộp như bé Linh đang cầm thì sẽ sử dụng được trong vòng 20 ngày với giá của nó là 1.1 triệu. Nhưng mà chỉ còn một ngày duy nhất để các anh chị mua được giá khuyến mãi thôi. Với giá là 760 một hộp, và các anh chị mua một liệu trình của nó là 3 hộp thì sẽ với giá là 660.000 trên một hộp. Và collagen này được chiết xuất từ da cá để nhập khẩu từ Pháp đó chị. Cho nên là cái chất lượng collagen của nó thì rất là tốt. Cho nên là chị nên ưu tiên cái dòng collagen sủi này. Tụi em sắp ra một cái dòng collagen viên nữa. Các anh chị cứ dùng cái collagen sủi này sau một thời gian khoảng 2-3 liệu trình xong các anh chị ngưng và duy trì qua cái collagen viên giúp em nha.
Hiện tại thì collagen viên bên em thì đang có cái collagen viên này với giá 450 trên một hộp và với 60 viên năng mềm. Một ngày chúng ta sử dụng từ 2 cho tới 3 viên. Tại vì cái collagen viên này nó giá nó sẽ mềm hơn vì cái hàm lượng collagen bên trong nó thấp hơn. Nó đủ cung cấp cái lượng collagen cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Còn collagen sủi là như thế nào ạ? Nó sẽ bù đắp cho các anh chị thiếu hụt những cái collagen trong thời gian vừa qua, nó bù đắp, nó đẩy đẩy cho đầy lại, xong cái collagen này là sẽ duy trì cho chúng ta. Còn collagen sủi các anh chị muốn uống qua lâu dài thì cũng không được nhá, tại vì hàm lượng nó cao quá thì chúng ta không nên sử dụng thời gian dài. Chúng ta nên duy trì bằng collagen viên. Collagen viên thì chúng ta có thể sử dụng được từ năm này qua năm khác được luôn. Giá thì rất là mềm luôn nè. Collagen sủi thì tụi em vẫn còn bán rất là lâu dài, nhưng cái chương trình khuyến mãi chỉ còn có một ngày duy nhất thôi. Cho nên các anh chị nào muốn mua cái collagen này cho bản thân mình cũng như là tặng cho những người thân thương của mình, muốn cho họ đẹp lên, thì các anh chị nên để lại số điện thoại và mua nhé. Tại vì nó không chỉ là để làm đẹp da, căng da, đàn hồi, da săn chắc da, mà nó còn làm cho tóc chúng ta bóng mượt và mọc nhanh hơn. Tại vì trong cái hàm lượng collagen này nó có chiết xuất từ vitamin C nè, biotin là giúp cho tóc mình nó khỏe, nó mọc nhanh và bóng mượt hơn, mà nó giúp nuôi dưỡng móng tay chúng ta nó cứng và khỏe hơn nữa, bóng hơn nữa. Cái móng tay các anh chị để mà không sơn thì các anh chị sẽ thấy nó rất là bóng về tự nhiên á. Ai có nhu cầu mua hàng thì cả nhà nhanh tay để lại số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Tiếp tục chương trình âm nhạc thì tụi em sẽ tiếp tục phục vụ cho các anh chị mình những ca khúc nhạc xuân dễ thương ha. Đảng ca xuân này chị Mai chị yêu cầu. Hôm nay là tụi em mở màn nhạc xuân cho các anh chị mình cho nó vui vẻ hỉ. Đang like giờ này luôn hả? Đúng rồi, hôm nay tụi em hơi bận xíu cho nên tụi em like trễ xíu mọi người nha. Nghe xuân xa thấy trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vơi vang đâu đây ôi dồn sang buồn ngủ. Xuân đang đến trước thềm, gần xa điều nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thế. Xuân ơi xuân vẫn muốn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng xanh. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rực rỡ mùa xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh và nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang có tình. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Sắp tới thời khắc mà chúng ta di chuyển từ 2021 qua 2022 thì Sao Băng cũng không có biết nói gì hơn ngoài là chúc tới các anh chị mình bước sang một năm mới, những muộn phiền lo âu nó sẽ tan biến hết, và sức khỏe chúng ta luôn luôn dồi dào, tiền tài tấn tới, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc nha. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng nè. Mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điều nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muốn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc bát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng say. Trên khắp nẻo quê hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rạc rào mùa xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vai nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân.
mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi, mong đợi xuân. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi, mong đợi xuân. Cả nhà mình đừng quên là sản phẩm thảo mộc tăng cân mộc đà nhà em có giá là 350.000 một hộp nha. Và công dụng của tăng cân là sẽ kích thích hệ tiêu hóa, giúp cho anh chị cô chú mình ăn ngon ngủ ngon và tăng cân theo cơ địa của từng người. Ba hộp collagen xin cảm ơn chị Lan Anh, em đã thấy số điện thoại của chị nè. Em thấy một liệu trình collagen sủi của chị Lê Hồng, cảm ơn chị đẹp ha. Cảm ơn Quốc Cường nè, Thu Hà, Quốc Nhật cảm ơn, chào Xuân Trường. 350 ngày một hộp tăng cân. Tăng cân có công dụng kích thích mình ăn ngon ngủ được, sức khỏe dồi dào và đề kháng của mình cũng sẽ cao hơn các anh chị ha. Giá là 350 một hộp, một liệu trình hai hộp 600.000, hoàn toàn free ship tận nhà cho mình. Nhận hàng có quyền kiểm tra hàng thoải mái nha các anh chị. Cảm ơn cô Phong Vân, cảm ơn Mô Tô Phước. 350.000 một hộp, một liệu trình hai hộp 600.000 thôi. Dạ, các anh chị mình muốn cải thiện vóc dáng cơ thể, muốn cho mình tăng cân một cách an toàn hiệu quả thì các anh chị nên chọn em mộc đà, tại vì nó sẽ không gây cho chúng ta tích nước này, nó không gây hại cho gan cho thận, tại vì nó chiết xuất từ hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên. Nó đặc biệt là nó không phải là thuốc như các anh chị mình nhá, nó không có thể thay thế được bất kỳ cái loại thuốc chữa bệnh nào hết, và nó cũng không thay thế được bữa ăn này. Các anh chị uống vào nó sẽ kích thích cái hệ tiêu hóa chúng ta hoạt động tốt hơn, chúng ta sẽ có cái cảm giác thèm ăn hơn, ăn sẽ ngon miệng và chúng ta sẽ ăn nhiều hơn và chúng ta sẽ ngủ ngon hơn. Ăn ngon ngủ ngon đó là cái nguyên nhân làm cho chúng ta tăng cân. Và sau một liệu trình của chúng ta là sau 2 tháng chúng ta sẽ tăng cân và an toàn hiệu quả. Sau khi mà ngưng lại thì chúng ta sẽ không có bị cái tình trạng mà chúng ta bị xuống cân, bị xuống ký nữa nha các anh chị mình. Một hộp là 350 và hai hộp là 600. Liệu trình của trẻ em 2 tháng là sẽ sử dụng một hộp, còn người lớn sẽ sử dụng hai hộp trong vòng 2 tháng. Trẻ em là từ một viên sau mỗi bữa ăn trong một ngày, và người lớn hai viên một ngày sau mỗi bữa ăn này. Trẻ em là cái liệu trình dành cho trẻ em từ 7 tuổi tới 13 tuổi sẽ sử dụng liệu trình là một hộp trong vòng 2 tháng. Bắt đầu từ 14 tuổi đến dưới 70 tuổi và phụ nữ sau khi sinh 2 tháng. Và đặc biệt là không được cho em bé bú thì sẽ sử dụng em mộc đà này nha. Tăng cân an toàn hiệu quả thì để lại số điện thoại nha các anh chị mình ơi. Chinh Collagen cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn. Game hay nhất bạn nhé. Linh Băng dễ thương vậy? Không biết. Em một lọ tăng cân để số điện thoại ạ. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn các anh chị đã yêu thương hai chị em. Các anh chị cùng chia sẻ cho hai chị em thêm phần rực rỡ nha. Ok, xin mời chị Băng Linh. Nhân Văn ơi, mình để lại số điện thoại giúp em được không ạ? Nè, hai chị em mình hốt đi. Hôm nay mạng hơi giật phải không cả nhà? Ừ. Quá giật luôn rồi. Cảm ơn Nhân Văn, hai hộp tăng cân vũ chất, xin cảm ơn. Cảm ơn. Ok. Nguyễn Kỳ. Các anh chị nhớ là collagen sủi chỉ còn một ngày duy nhất, là còn chương trình khuyến mãi giảm giá mạnh thôi nha các anh chị mình ơi. Sau khi mà hết ngày hôm nay thì sẽ quay lại với giá 1.1 triệu nha. Chỉ còn một ngày duy nhất thôi, các anh chị mình nhanh tay nào. Khuê Mộc Lan, ok, chút nữa hai chị em sẽ hát tặng cho các anh chị mình nha. Nâng chặt cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong cho màu hoa không sắc ương. Nhưng bông hoa kia mau phai tàn, rụng tà tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như con tim vụn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Quên đường về âm thầm mình em vơi vơi những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Những sai sao anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mối duyên xưa tình này là chỉ mộng thôi, anh nên tình chẳng đã ua, anh ơi thôi duyên ta đánh lỡ. Nay chị nhìn chẳng sao lộn xộn. Linh ơi em quên anh mất rồi, em có bao giờ biết anh đâu quên. Trời ai vậy? Ai vậy? Ai kêu tôi đâu? Tăng cân người lớn uống mấy hộp
Dạ, một liệu trình hai hộp giùm em nha chị. Anh đem cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nên yêu đêm hoa về giữ trong hồn, mong cho hoa không phải sắc hương. Những bông hoa kia mau phai tàn, dùng ta tưới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim rằng vỡ, nơi đầu làm nhạt nhòa một trời sông khói. Trời nào vui chi đây xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sau này anh quay trở về, ta còn gì đâu, xưa đã héo trong tim. Mỗi duyên xưa tình này chỉ là mộng thôi, em nay như chẳng đã. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Những nơi sau anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đó héo trong tim. Mỗi duyên xưa tình này chỉ là mộng thôi, em nay như chẳng đã ưa. Anh ơi thôi duyên ta đành lỡ. Một liệu trình collagen sủi giá gốc là 3.3 triệu, nhưng mà bên em sẽ giảm giá còn 1.980.000 nha. Cảm ơn Nam. Một liệu trình là 3 hộp nha anh ơi, chị ơi. Ta xa xa, nụ hồng mong manh. Sao hôm nay buồn, lúc này lay buồn quá. Tết đến xuân về mà cánh chị mình hơi vắng lặng điều hiu quá mọi người. Áo phong bạch hoa cứ sau khi đã tung tung duyên, đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, quên mốc đâu nhìn theo nước mắt chàng đang thanh trong sau kia, quên theo bước đi nhân tình kiếp sau ta sẽ gặp nhau, chẳng quên mốc lặng vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình. Hà phong bạch hoa cứ sau khi đã tung tung duyên, đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời, quên mốc lặng đến đâu nhìn theo nước mắt chàng đang thanh trong sau kia. Thôi. Một liệu trình tăng cân là người lớn là bao nhiêu tiền? Dạ 600.000. 600.000 là một liệu trình người lớn hai hộp. Cảm ơn chị Thanh Vân, cảm ơn An Trung nè. Mối tình từng hẹn nước lũ trên bao kiếp duyên bi sâu. Cảm ơn Hồ Gươm Xanh, cảm ơn tất cả các anh chị đã để lại số điện thoại để mua những sản phẩm chất lượng bên Duy Trinh nhé các anh chị mình ơi. Các anh chị nào còn vương vấn, còn muốn tư vấn thêm một thêm để hiểu hơn về sản phẩm bên em thì các anh chị đừng ngần ngại gì để lại số điện thoại giúp em nha. Kem body nhà em là hiện tại có hai loại nha các anh chị, nhưng mà nó sẽ giống nhau thôi. Một loại là dạng hộp nhỏ như thế này, chúng ta có thể xài được trong vòng từ 1 tháng nha các anh chị ha. Kem body của kem sạch Queen Light có giá là 350.000 một hộp nhỏ như thế này, dung lượng của nó sẽ là 200g. Còn các anh chị muốn xài chai lớn, chúng ta tiết kiệm hơn thì nó tới 300g, có giá là 480.000 là chai lớn như thế này. Cả nhà muốn xài cái nào cũng được. Nếu như các anh chị muốn xài tiết kiệm hơn, chúng ta có thể xài chai lớn. Còn nếu mà chúng ta xài theo tháng đó, thì chúng ta có thể xài cái hộp kem nhỏ như thế này. Đó, hai cái nó sẽ giống nhau ha. 480.000 là chai lớn, 350.000 là chai nhỏ. Mua 2 tặng 1 nha các anh chị. Dạ, trong chương trình mua 2 tặng 1 thì chúng ta còn có sữa rửa mặt nha các anh chị mình ơi. Làm sạch dưỡng ẩm và ngăn ngừa mụn. Và trong cái mùa này thì hơi lạnh, gió lạnh nó ùa về rồi, thì chúng ta nên ưu tiên những sản phẩm nào có cái tinh chất dưỡng ẩm ở trong đó nha. Nó dưỡng ẩm, nó sẽ tránh cho da chúng ta có tình trạng khô, nè bong tróc và tạo hình thành nên nếp nhăn. Đây là sữa rửa mặt Queen Light với 3 tác công dụng là làm sạch, giữ ẩm và ngăn ngừa mụn với giá là 250, mua 2 tặng 1 nha. Các anh chị mình nhanh tay, cái mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Kem body 480, sữa rửa mặt 250, tẩy tế bào chết cũng là 250.000. Ai có nhu cầu mua hàng để lại số điện thoại giùm cho em. Hello, Quang Hoàng Thu, hello Nguyễn Trắng.
phấn Lan giờ này các anh chị đi làm hết rồi. Dạ, nước hoa nam còn không kìa Linh ơi, nước hoa nam đây ạ. Các anh chị mình ơi, nước hoa nam bên em có giá là 1280 ở 100ml được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp luôn nha. Và cái mặt hàng này được bên Pháp được sẽ phân phối độc quyền về cho Duy Trinh bán, và các anh chị mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng với giá là 1280. Chai nước chai của bé Linh đang cầm là unisex, cả nam cả nữ đều sử dụng được. Mùi của nam mà kiểu như nhẹ nhàng lịch lãm, có một pha một xíu sự ngọt ngào nè. Cái chị nữ thì nó ngọt ngào và không kém phần cá tính ở trong đây, thì với giá là 1280. Còn chai này thì nó sẽ khẳng định cái đẳng cấp phái mạnh của các anh chị, nó rất là quyền lực và mạnh mẽ, kiểu đàn ông đích thực. Cái mùi nghe nó rất là sang chảnh luôn. Các anh nam nào muốn mua cho bản thân mình, hoặc là các chị nữ muốn tặng cho người đàn ông của mình, thì vui lòng để lại số điện thoại giúp em nha. 1280 100ml mà sản phẩm được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp, bao check hàng của các anh chị luôn nha. Ok Nguyễn Thường, em đã lấy số điện thoại của mình rồi. Còn nước hoa nữ là 1350 Mondai 3 tầng hương, được nhập khẩu cũng nguyên đai nguyên kiện từ Pháp luôn, với giá là 1350 100ml. Với cái sự ngọt ngào kiểu như dành cho những nữ chủ tịch đó các anh chị. Nó kiểu mà nó nằm ở cái đẳng cấp sang trọng, ngọt ngào, quyến rũ, rất là quyến rũ luôn, gợi cảm lắm luôn nè. Cái mùi nó ngọt ngào mà nó không có bị nồng gắt. 100ml với giá là 1.350.000. Các anh chị mình nào có muốn bổ sung thêm trong cái bộ sưu tập nước hoa của mình thì hãy để lại số điện thoại giúp em nha. Xem nghiện không bị đuổi. Thôi đừng có đuổi chị Vân mà. Ai đuổi chị Vân của tôi? Mạng ấy đang làm mà ghiền giọng của hai em hát, xem hai em xíu, xem luôn đi, đừng xem xíu, xem là xem luôn. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị đã yêu thương hai chị em nha. Cả nhà mình nhớ là ghé ngang qua kênh YouTube của hai chị em nghe, ủng hộ cho hai chị em nha, Linh em và Sa Băng nha mọi người. Chắc là tụi em mới mốt đổi thành chủ đề trôn nhau quá, chứ chủ đề nhạc này ít lần xem quá. Chị cho vào chủ đề trôn nhau. Mình mới có bộ món mới ạ. Em làm tới 2 giờ sáng mới xong mà. Trời cực khổ thế ạ. Tự làm đấy, giỏi không? Cái đó luôn hả? Hay làm chùi đi hả? Không, em thấy móng khác, em gắn móng chứ. Biết nào móng chị nó mới dài vậy. Móng giả nó phải dài vậy rồi. Chàng khuê mốc lang vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình hạ phàm bách hoa. Sao đi? Có trên đi anh. Hát bài mềm cho nó lấy lại. Giọng mày đưa yếu quá. Dạ, các anh chị vừa nghe qua một sáng tác của Trung Ngon, cái khúc mang tên Em Không Muốn Nghe. Bài hát xem như em chẳng may nha các anh chị mình ơi. Cảm ơn cả nhà. Sữa mặt, cái body dưỡng trắng da toàn thân, xịt một tóc nhà em được có hàng rồi nha. Xin chào chị hai. Người lạ từng thương. Sữa mặt là 250 nha cả nhà ơi. Collagen nhà em là hết, ngày hôm nay là hết chương trình khuyến mãi collagen sủi rồi, cho nên nếu như ai có nhu cầu mua hàng thì cả nhà nhanh tay mua ngày hôm nay để chúng ta có thể được hưởng giá ưu đãi, giảm giá nha mọi người. Còn nếu mà qua ngày mai là tụi em sẽ không còn khuyến mãi collagen sủi nữa đâu nha cả nhà yêu. Cả nhà yêu ơi. Sau này chưa được nửa tiếng hồ, hơn nửa tiếng hồ mà nó tệ dữ vậy trời. Em không muốn nghe. Về quê anh lo. Về quê anh lo là bài gì lạ lùng vậy? Về đây anh lo. Mình không biết. Hôm nay nó vắng lặng. Vắng lặng điều hôm nay chắc mình like một tiếng được rồi chị Băng ạ. Ừ. Là nhiều quá, nó cũng có nhiều đó thôi. Thôi mình like ít thôi. Hả mọi người? Hôm nay tụi em like hơi trễ cho nên là các anh chị mình đi làm hết rồi. Đó, thì còn có mấy chị em ở nhà chơi với nhau thôi. Yêu anh như ngày xưa, lúa kia đã đâm bóng mẹ nói em đã tới tuổi lấy chồng. Nghe mà lòng trong mong cưới luôn được không? Trong sắp sinh ba nó nhà trai, đời nhà gái đưa em bước qua. Cha mẹ cùng nâng rượu vui, chúc cho ta duyên thành đôi. Bà con xa đều khen nức nở, gái trai xinh đẹp đôi phu thê. Cha mẹ cùng nâng rượu vui, chúc cho ta duyên thành
trai xinh đẹp đôi phu thê, chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bạc răng long, con cháu đông thật đông. Có đi ngang Bình Thuận xin nhớ ghé mua chị hai con cua nước mắm gì không. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có ai cần tư vấn về sản phẩm nhà em thì cả nhà mình nhanh tay để số điện thoại lại giùm cho em nha mọi người ơi. Hát nhạc xuân thì nãy giờ nhạc xuân nhiều lắm rồi em. Nhạc xuân nãy giờ hát quá nhiều rồi. Có ai cần tư vấn gì không? Lơ quá nhân gian biết rồi đó bé. Để tối tập chiều tập. Sữa mặt là 250, tăng cân Ngọc Đà là 350.000, còn collagen sủi là hết ngày hôm nay là hết chương trình khuyến mãi nha mọi người ơi. Ai có mua thì hết chương trình khuyến mãi, cái mình quay là mua giá mất tiền, gắn chịu. Chỉ có một bữa nay nữa thôi là chương trình collagen sủi sẽ kết thúc và khuyến mãi 30-40% nha các anh chị mình ơi. Collagen sủi hàm lượng collagen rất là cao, nó rất hấp thu nhanh và nó bồi dưỡng cho cái collagen chúng ta thiếu hụt mà nó rất là tốt luôn. Nó sẽ cứu vãn lại cái làn da chúng ta này, nó làm cho da mình săn chắc, đàn hồi này, tóc nó bóng mượt mọc nhanh hơn, móng tay cũng vậy nha. Da bật sáng và mịn màng hơn nữa nha. Ok các anh chị mình, là ai còn có muốn mua những sản phẩm gì bên em nhớ để lại số điện thoại giúp em nha. Hôm nay nhiều là các anh chị cũng đã đến giờ đi làm nãy giờ rồi, và các anh chị đang vương vấn ở lại đây chơi với tụi em một chút xíu nữa. Và nãy giờ thì cũng đã tư vấn với các anh chị rất là nhiều rồi. Thì các anh chị nào có nhu cầu muốn mua sản phẩm thì cứ để lại số điện thoại giúp em. Và khi hai chị em xuống thì các anh chị vẫn để lại số điện thoại, vẫn có chuyên viên tư vấn bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ gọi điện cho các anh chị nha. Nãy giờ thì like cũng nhiều rồi đúng không? tới giờ thì hai chị em cũng nói lời chào tạm biệt tới các anh chị mình rồi. Các anh chị mình còn có nhu cầu mua hàng thì cứ để lại số điện thoại giúp em nha. Xíu nữa đi. 15 phút nữa cho đúng tiếng. 50 mà. Đó. Ờ. 50. Chị đặt kem chống nắng. Chị đặt kem chống nắng à? Nhân viên gọi nhanh cho một nước nhạc luôn. Đúng, dạ, rồi. Đúng rồi. Chị chào Đăng Thành à. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Không hát nghỉ xem, nghỉ luôn, giận luôn. Thôi chắc là bây giờ là hai chị em cũng xin phép gửi lời chào đến cả nhà ha. Tại vì ngày hôm nay khá là vắng rồi đó mọi người. Hơi bị hiu quạnh chút xíu rồi. Không thấy bình luận qua hết trơn. Thôi xin lời gửi lời cảm ơn và gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào một buổi live tiếp theo. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều nha. Bye bye.